Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một món vô cùng đơn giản, chỉ mất khoảng trong vòng 5 phút thôi. Đó chính là bánh mì chả cá. Chả cá là trong tủ lạnh có. Tất cả gia vị giống như là ớt, tỏi, chanh, đường, nước mắm, dầu ăn. Đặc biệt là mình không có dùng dưa leo mà dùng đu đủ. Nay đu đủ mình bào ra, mình làm chua chung với lại củ cải trắng với cà rốt, ngon lắm. Đu đủ mà làm đồ chua ăn bánh mì thì tuyệt vời. Ở ngoài đường thì người ta toàn làm cái dưa leo thôi, ăn cháo lắm. Rồi, cái rau ăn kèm sẽ là rau thơm, bún quế, bánh mì, chảo. Rồi, làm thôi, này dễ lắm. Nói chung là ở nhà mình có gì mình làm đó, không có nhất thiết phải là chả cá. Ví dụ như có thịt ba chỉ thì mình đường này xe đi nhiều thế, ví dụ có thịt ba chỉ thì mình xíu lên mình nhét vô mình ăn cũng ngon. Còn bữa nào làm thịt xíu nhét bánh mì tôi chỉ cho dễ lắm, quá trời dễ luôn. Cái món này là món nhiều người thích, Lê Dương Vũ Lâm, Lê Dương Kỳ và Trang Khoa rồi mê lắm. À, bữa các bạn Tuấn Vy nhắn tin: anh Giang ơi, có thể cho em hai ổ bánh mì được không? Hỏi chi vậy, em một ổ bà chồng em một ổ bánh mì xíu được của anh đó. Trời ơi, quên đi, đang ở dưới quê rồi, đâu ra ai làm cho cô ăn. Giận luôn. Đây, đặc biệt là mình có cái ớt nhà mình tự làm á. Ớt mà ăn phở đó mọi người. Mua về cái mình luộc ra, mình xay ra, mình đem một tí gia vị vô đây, bỏ tủ lạnh ăn dần, ăn mãi luôn, không bao giờ hư. Rồi, lên. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiên. Dầu nóng, bỏ chả cá vô, nhớ không cần ra đông nha mọi người, không cần ra đông. Có những loại rã đông chi nó lại không ngon bằng mình không rã đông nha mọi người, chứ không phải cái gì cũng rã đông đâu. Nhớ là chúng ta trở liên tục cho mọi người, chiên cái gì cũng vậy, trở liên tục chứ đừng có để bên này chín, bên này giòn với chiên bên kia là sai lầm nha. Chúng ta trở liên tục với lại chiên lửa nhỏ thôi nha, cái này chiên lửa lớn thứ nhất là nó không rã đông được, hai là nó sẽ cháy. Đơn giản, quá đơn giản. Cái món này nhìn dễ chứ bén lắm, bén lắm. Khi nướng bánh mì nhớ chúng ta lật cái bụng lên, tại vì nướng mà để cái da này xuống á là nó cháy nhanh lắm. Lật cái bụng lên để cái bụng nó khó cháy hơn cái trên. Bây giờ ta làm nước mắm đơn giản vô cùng. Nước mắm này là nước mắm chai bánh mì nha mọi người, cho nên chúng ta làm ngọt, không có làm mặn như nước mắm ăn cá hay ăn cơm. Ớt chúng ta chỉ bỏ ít ớt thôi, tại vì cái ớt này là đặt lát là két vô miệng đã ngon rồi. Đây, chanh chúng ta nhớ sau khi mình vắt xong đừng có bỏ vội, bỏ nó uổng á. Thằng phức luôn á. Mốt tôi mua camera mà có thể chỉ mùi cho mọi người. Có thể chỉ mùi cho mọi người. Mùi đó. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nhét bánh mì. Đó,
đây là ớt mình tự làm nha mọi người, ăn rất là đỉnh cao luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ để vậy, chúng ta nướng. Sau khi nướng xong thì chúng ta sẽ bỏ thêm cái húng quế với lại cái nước mắm vào. Rồi, bây giờ mình nhét rồi, sao mình dặn 250 độ C tầm vài phút cho nó giòn. Rồi, nghe không? Giòn rầm luôn, rau thơm. Trời ơi, chả cá nó rớt ra ngoài luôn. Chờ cho nó giòn, ăn cho nó ngon. Quá ừ, tuyệt vời. Nhanh gọn nhẹ, ngon. Ăn cá không được, ăn trưa không được, ăn tối không được. Rất ngon. Chưa bao giờ nhà đủ rồi đó.